Phi cơ Hoa Kỳ không kích thị trấn Kobani, tin từ Kobani, Ukraine. Hình ảnh thu nhận từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy những tiếng nổ rung chuyển và khói đen bốc lên từ thị trấn Kobani sau khi phi cơ Hoa Kỳ và Liên minh chống phiến quân quốc gia Hồi giáo thả bom. Một viên chức Hoa Kỳ nói rằng thị trấn không còn nguy hiểm bị phiến quân quốc gia Hồi giáo chiếm cứ, nhưng đe dọa vẫn còn. Bộ Chỉ huy quân đội Hoa Kỳ cho biết là đã thực hiện 280 đợt không kích phiến quân quốc gia Hồi giáo ở Syria trong thời gian một tháng qua, tập trung vào các cơ sở dầu lửa, một trung tâm kiểm soát và những nơi chiến trận đang diễn ra. Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cho vùng tự trị Kurdistan Iraq đưa 200 quân nhân của vùng này, gọi là Peshmerga, đi xuyên qua lãnh thổ để cứu viện cho dân quân người Kurd đang chống giữ lại thị trấn Kobani. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán với PKK để đem lại hòa bình sau 30 năm chiến tranh, nhưng cuộc đàm phán đã đổ vỡ vì Thổ Nhĩ Kỳ không chịu can thiệp quân sự ở Kobani.